Rồi, xong rồi. Xong luôn rồi. Rồi, đất ơi. Rồi, xong rồi đó, dính này nè. Con này lên giống tốt quá, nên nó đeo suốt rồi. Đeo nhanh quá. Rồi, xong, hiệp 1. Hiệp cuối cùng. Rồi, xong rồi đó, dính này nè. Cảm ơn nè. Vô. Đó. Teo ơi, sáng lạnh ướt teo luôn à. Teo luôn à, còn mang gì được. Hello, xin chào cả nhà, buổi sáng chủ nhật vui vẻ nha. Sáng hôm nay tiếp tục thả cái đàn cúng à. Chuẩn bị solo ra cho nó phơi nắng, cộng cái xem có được cặp nào không cả nhà. Cái mương vậy nè. Phái ra mương, con này nó phái ra mương không. Vô con. Té mương nè. Vô. Lớn rồi đó. Té hên thằng rồi. Đâu rồi không biết. Có một thằng té mương rồi. Nó mất rồi. Đâu rồi con? Lại đây. Lên lên nè. Đây con. Lại đây. Rồi xong luôn rồi. Lần té mương nữa nè. Ngủ ghê. Teo ơi, sáng lạnh ướt teo luôn à. Teo luôn còn mà ăn gì được. Cũng đi ra đó nữa à. Ủa chưa teo à. Hai con này, có con này lên giống tốt quá. Hai con đi dành con con. Sáng nay tiếp tục với cái con cún vàng mập mũ nu này với một số con cún của mình màu đen với hai con được giống thả ra để xem có ngoài cặp vàng này thì còn cặp nào nữa hay không. Bây giờ xem nè. Ra chưa. Ú ngu luôn.
tự nhiên bị gây hay sao mà lại đó, con đó lại mới chịu á. Gì nữa bị ướt lên này, làm không kịp thằng ở trên này, lấn hồi té mương khô rồi, vũ khô rồi nè. Hoa này đẹp quá nha. Mệt quá, trời nắng quá, mình ít. Tình tứ quá ha. Cặp này đẹp ghê đó. Con hero với con phụ nữ. Với đừng gần như vậy rồi ơi, cái này đi đâu mà vô kẹt luôn rồi. Này thả có mấy con ra mà mấy con này chưa vậy trơn, không đeo cho tao nghe đâu. Trời ơi, cái tới vừa chuột phép vui chán luôn anh, rớt vào buổi tối chứ ban ngày rớt là nguy hiểm này. Đốm thì nắng, còn để lại thì nguy hiểm quá. Rồi, buổi sáng hôm nay thả đàn cún này ra cho chúng vận động, giao lưu, quay phim cho cả nhà cùng xem nha. Giờ cái con mập hình dung đó đây là lần cuối à. Giờ nay chủ nó sẽ rước về, hy vọng là nó sẽ để cho chủ nó một bầy lập xưởng thật là đẹp. Và cảm ơn cả nhà đã xem clip và ủng hộ kênh nha. Cả nhà nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ và bình luận kênh của mình ha. Cả nhà có cần cúng con, lập xưởng, bu đồ, phốt tóc hay là búp thì liên hệ số điện thoại Zalo, Facebook trên màn hình nha. Hiện tại mình có một số con cúng đang thanh lý với giá rất là hữu nghị, từ 1.2 triệu đến 1.5 triệu một con lập xưởng đã 3 tháng rồi. Thì cả nhà nào, bạn nào mà chưa thích cúng mà chưa có một con cúng á, thì liên hệ mình nha. Mình sẽ gửi cho cả nhà một con cúng thật đẹp. Thì cảm ơn cả nhà xem clip, hẹn gặp cả nhà ở clip tiếp theo. Cả nhà tiếp tục xem các cái đoạn video mình giới thiệu về cái đàn cúng con, cũng như là cái quá trình chăm sóc cúng để cả nhà xem cho vui. Và có thể chọn lựa những cái con cúng có những cái màu sắc như trên. Cảm ơn cả nhà nha cả nhà. Và cả nhà video tiếp theo, bye bye, see you again nha. Bỏ vô. Trời ơi, vậy là ngon rồi, uống nu rồi nè. Trời ơi, vừa rồi uống nu rồi. Mắt à, hí hí. Không có thì nó uống nu rồi, ngon lành nghe. Trời ơi. Mới thịt heo chứ ăn không à? Chứ không có cho ăn gà nữa hả? Không, không có cho ăn gà. Sướng như ăn thịt heo không, sướng như vậy. Uống nu uống nặng đã ghê tơi. Này phải nói sớm tí xíu nữa được rồi, như cái 8 con vậy hả? Ừ.
ba con lon, ba con lon sô cô la, một con lon đen, một con đen, hai con sô cô la, một con vàng. Trưng Ngọc ngấy lùng xịt u nu đã đời nè trời ơi, con vàng cái, con sô cô la đực, con này cái nè, con lon này cái nè, con sô cô la đực, hai sô cô la đực, con lon đực, con lon này đực luôn á, được nhiều thế, con này đực luôn. Ủa mấy con cái vậy? Vậy con này cái nè, cái biết lắm mà, con này với con này cái. Ủa con cái này ngon không? Ngon lành rồi. Mà không dám, mới lúc biết là gà rồi trời thấy rồi thôi. Thịt chết không cha? Trời, có con mắt xanh không nè? Con mắt xanh hay gì nè? Ôi con mắt xanh, không phải xanh. Lâu quá không gặp lại con mắt xanh quá. Này con xanh nó một lần tự nhiên vậy, cái có nguyên một đàn vậy, cái mắt xanh nhóc luôn. Nay tự nhiên, ủa mắt này mắt gì? Mắt xanh luôn hồi vậy. Xanh không? Xanh nó hơi. Nó không có trắng, xanh cái màu đó ha. Thấy cái trọng xanh ha. Nó nâu nâu ha. Nâu á. Chưa đó. Nó giống gì nè. Không biết, để coi con mắt xanh cho nó làm sao. Lúc trước tự nhiên có mấy con có mắt xanh luôn vậy. Cái kia để cho nhà nhỏ để con này, cái con này, cái con này ba hả, bốn hả, gì nữa, hai bốn sáu tám đủ rồi, với con này nữa, hai con lon, con đen với con lon đen hả, con đen lon thì con chó của tôi đã, con chó của ông Nhãi đẻ con. Ừ, ba con còn đó nè chị, con này thì chó của tôi Nhãi đẻ luôn, để con này với con đen. Ông Nhãi để hai con sô cô la với con này với con này. Dân, tại sao con ngồi dưới đất? Gì vậy? Ôi. Con này nó không phải vàng, thấy nó lạc lạc thế. Con ôm nó hả? Dễ thương không con? Dễ thương không? Đựng nó hả? Trời ơi, con này nó u nu nè. U nu mà trời ơi, con này trời ơi, nó một bồng luôn ông ơi. Đã thật chứ. Đã thật chứ. Nó còn ăn 20 ngày nè. Để con. Cái được. Cái. Để ngớt nữa. Để ngớt. Vậy để ngớt cái này, tao có ba được cái anh bày cả. Nó phải gáp cho tao bán cho. Ừ. Này được 20 ngày rồi. Ừ. 3 tuần rồi. Con chó bệnh cũng mở mắt như vậy á, nó luôn vậy. Để gáp giờ cho cái bán, có cái bán kìa. Toàn là được không à, màu vàng tươi mà nó con nó đề đặn. Lon có con lon cái nè. Ừ, lon cái này đẹp màu sáng. Lon cái này hai cái màu lon nó khác nhau, cái này là lon cà phê sữa, còn này lon bạc xỉu. Chó nhà Nhãi tôi tư tưởng rồi, tôi sợ ghê luôn rồi, đã về da không có bị gì hết. Con nào con nhà đuôi á. Đuôi tôi để lại á, cái gà con cũng đẹp ha. Ừ, đẹp chứ đó, nghe nó nè, con cũng đuôi nè. Ủa tôi sợ chết mẹ luôn nè, đây nữa nè, bông nữa nè. Ủa tôi sợ nó không có đường á, giờ luôn luôn. Cái sô cô la này con được. Được không? Hai sô la được không? Gì? Rau hả? Thôi dẹp đi, tôi vô anh. Mình có đang xếp hàng ăn không? 1, 2, 3 ăn.
cái cần ra, còn nào lấy bóng mở cái cần. Đang có bé vàng này lớn hơn ra, lớn hơn trắng, hơn gì nhỏ hơn. Nha bác kiểm cho cái con bỏ này. Cứ thả trong con mẹ vô là bắt đầu nó đeo, nó bú suốt. Nên là con mẹ nó chịu hết nổi, nó giấu. Cái này là vẫn dễ thương. Đề ấy mẹ thấy cũng tội nghiệp. Mà thường thì người ta tách đó là khoảng 25 ngày là ta tách rồi. Tách mẹ luôn rồi. Để cho nó bú gần cho mẹ nó có sức. Còn hay để lâu quá coi nó bú mẹ nó mất sức. Mà cái này để cũng hay lâu rồi. Thấy tội nghiệp. Hay để chung con mẹ nó thì con mẹ nó vệ sinh. Vệ sinh phân tốt lắm. Vệ sinh thì con nó sẽ không bị dính phân á. Nên sẽ lúc nào cũng sạch, da nó cũng đỡ hơn. Này không có màu đen. Mấy con bù đồ màu vàng, màu nâu, màu kem. Còn hộp sưởng thì màu lon. Lon màu sô-cô-la đậm ghê, cái này thổi sô-cô-la đậm. Cái này sô-cô-la là con này cũng lợt. Trời ơi, nó to mà đụng tới nó la. Sáng trời mưa quá, giờ buổi chiều ra phơi nắng lên chút rồi. Cà nhau luôn. Nó cho hai bầy nè. Hay vậy nè, 10 con lót ổ hơn con, 11 con lót ổ hơn con, còn 10 lập xưởng. Cách nhau 2 ngày mà giờ nó bằng nhau rồi. Bày bu đồ là bày trước, hay vậy mà bày bu đồ trước 4 con, lập xưởng sau 2 ngày 2 con, đi 6 con. Hai bài 10 con tròn điệu ghê không? Đã hôm nay không có thời gian phơi nè, trời không có nắng, phải trời nắng. Trời có ôi, buổi sáng mình ít có thời gian buổi sáng mà cái buổi sáng nó lại không có nắng. Bắt nó ra đây mấy con mẹ la quá. Ở đây cũng hơi nắng nắng rồi nè. Bây giờ ra đây sẽ nó nắng phơi nó chút.